everybody put your hands up. Guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Dying Light. Thì hôm nay mình và Vinh sẽ tiếp tục co-op cái tựa game này cho tất cả anh em và các fan xem ha. Thì trong tập trước á, thì mình và Vinh đã giết cái lũ này rồi, mà trong tập này thì nó lại hồi sinh rồi ha. Thì hãy bây vô giờ trộm thì đồ tiếp mình tục không? Cái màn đó thôi. Thì trộm thì phải ra hốt thôi chứ sao giờ. Giết. Quá đừng phát nhiều quá, đừng phát. Ôi, quánh té đó luôn rồi. Đập vỡ đâu mày. Anh cứu. Mày cứu tao coi. Mày cứu. Nãy tao lại tao ban tao làm lạng ly lịa hai thằng đập đầu tao chết rồi. Mày đập đầu thằng kia kìa. Mày bút. Cậu này ghê quá mày ơi. Nãy tao lạng lấy hai thằng đập tao chết mà hên là tao giết được thằng nè. Giờ này giết sao cứu mày. Còn thằng nữa ha, hai thằng. Còn thằng. Coi vậy tao cũng ghê nhỉ. Mày giết được thằng. Ghê vãi chưởng. Hai thằng đập đầu tao mà. Ghê beo. Tức là tao lạng như cái máy điện à. Thiệt chứ cỡ mà có màn hình tao là mày thấy. Lạng như cái máy điện. Mày tiện tiền. Khổng lao. Lấy dao tao gọt nó từ thiệt chứ. Trời lấy mốt phải quay hai màn hình cho thấy cái độ bro đúng của tao chứ từ. Tức. What the fuck. Chém cái bức luôn anh em. Tội nghiệp thằng nhỏ. Trộm đồ hả nhái. Nhái trộm nhái chết trong đây rồi nè. Đóng hòm là tao chôn mày luôn. Rồi bây giờ đi đâu đây. Tao đang chạy lại. Từ từ tao đã chết tao chạy đằng kia rồi. Tao đang chạy lại xa lắm. Đi có rương gì nè. Vô lụm đồ coi. Tao mấy nay là tao có duyên với đồ đạc lắm. Cái này mở bình thường anh em. Không phải lóc phích gì hết. Chườm hết. Chuẩn bị đông thế. Chọn trái lựu đạn dưới đã lắm nha. Đâu khang thử coi. Thì chứ thả đồ tiếp tế vô nhà mình. Cái tụi nó ăn trộm. Trời ơi mặt trời. Cái quỷ này. Tôi sẽ nhớ thằng này phải giết phải rớt ra đồ chứ. Nói gì đâu mụ. Mụ giết kinh thế. Mụ tưởng đâu là mụ biết cái tài mà bắt câu cái là mụ với dí là mới ghê. Cái thằng này cái này chỉ là cái độ khó mà cái dạng mà mít tim thôi. Quay chơi anh. Mày làm gì vậy? Có thằng mày hả mày. Rồi chết rồi, cứu rồi coi. Tao đánh gần chết đó nè. Xong chết rồi đó. Nãy tao quánh nó gần chết rồi. Tao bị ca sắp lá cà bằng cái dao ngắn này nên là cứ bị. Con mụ già này. Nhẹ nhàng thôi. Tình cảm thân thương với mụ. Đầu ra đây. Nãy mấy này tao quánh mà giờ dao ngắn không. Quê gì vậy. Ồ hết hồn tưởng đâu lòi đang vui chứ. Rồi bây giờ làm vụ nè. Cắt tóc đến đó thẳng bản. Còn mấy zombie trái rắn trái bứa làm được gì. Giờ phải làm vụ cho có kỹ năng đi. Cái gì giờ không nên giao chiến với zombie. Ê mày mà nghe câu không nên giao chiến với zombie quen không mày. Quen chứ mấy tập trước từ mấy tập trước rồi. Mày hả lụng đít liền. Bể cái đầu. Mày hả mày đùa hả. Nào đó hả. Ủa chưa chết luôn. Con quỷ. Ê thôi đi mày ơi. Sao cứ nói không giao chiến mà giao chiến hoài. Cái gì vậy mũ già. Cắm đầu. Ốt liền. Đơn giản. Tao làm được cái rương. Thằng trái rắn này. Mày có khả năng cứu tao. Mày giờ trăm mấy mét phải quay lại. Cứu trăm mấy mét xa quá. Vậy tao tích cực quay lại nè. Cái thằng bịt khẩu trang này. Tưởng đâu giờ là phải là quay lại cứu mày. Thôi bỏ đi. Mày bỏ đừng đi. Bắn nhanh quá. Nó còn 11 giây à. Mày cứu không kịp đâu. Vậy thôi không kịp. Tại sao nó còn 5 mấy mét lần. Rồi đi đây luôn. Tao sẽ đi lại cái chỗ nhiệm vụ lắm. Và hạn chế giao tranh với zombie.
Mà thôi để tao sọt thằng này, nhỏ này té cái đã. Mày hả mày? Giỡn hả? Cái con đó nó hên nó đánh lén đó nha, chứ không đánh lén là tàn đời nữa rồi. Nè, té hết nè, nó. Đây đây đây. Nó té hết nè, giỡn hả mày? Bây giờ dạo này sung sản lắm. Súng đạn đấy bắn bắp cò dư rảnh bắn hụt vậy nè, bắn vậy á. Súng này đạn dư mà cái gì đây? Cái xe anh sát này có đồ không? Không có gì hết nè. Ít ra phải có cái gì đó cho mình chứ ta. Kệ đi, có gì cũng được, miễn là xài được thôi anh em. Bây giờ đi đi. Bà vui. Tao đang dập dằn mặt quánh té hết mình zombie. Đây có đồ nè, ăn bánh vô liền. Tủ này có gì đây? Cuồng băng keo. Lại cái cho nhiệm vụ này nè mày. Tao đang đi kiếm mớ đồ mày. Rồi tao tới liền. Tao cấp tốc đang đến té đó nó hết độ cao. Trời ơi. Đang chờ mày đây nè để quay còn làm vụ luôn. Dập mật. Sao đời đi xe đạp cũng được chán thế. Ủa trong nhà hả? Ừ. Kỳ vậy. Rồi. Ủa sao tao vô đây nó lại chỉ tao vô nhà nhờ? Trên lầu phải không? Quánh tao mất máu, còn 16 máu rồi. Ủa sao mày bên kia mà sao không chỉ nhiệm vụ trong nhà là sao? Ủa mày trong nhà hả? Vậy tao quay, mày đi sai hướng tao rồi. Mày đi lại cái nhà đỏ rồi. Rồi bây giờ tao lại phía mày. Trời ơi, chấm vô vàng. Trong nhà. Chỉ nhiệm vụ trong nhà, bắt đầu ra ngoài, chỉ nhiệm vụ vô chỉ nhiệm vụ ra, chán thế. Rồi, tao tới liền. Tao đi với một cái tốc độ bàn thờ. Đó, bên đây nè. Nãy giờ té hết. Té tụi zombie hết. Giờ đứng dậy té nữa. Tao ô. Quỷ. Mày. Ủa slow motion luôn, chém cái nữa coi. Mày hả mày? Chết ngắn liền. Nó rơi rụng hết anh em mà, ghê quá. Con này con này, ngu không? Chết liền. Trên rớt xuống bay cái đầu. Hết lầm đồ luôn. Chào em. Con quỷ nào à? Trời ơi, vừa quay lại cái bay đầu này nhìn. Cái đồ vũ khí hạng nặng ta vậy á. Chém có cái bay đầu. Có dao đâu đã vậy mày? Chém cái bay đầu à. Đó, lạng liền. Con quỷ. Mày. Cái vũ khí hư rồi. Đơn giản, cắm đầu đã đích liền. Vô dụng. Bảy đầu liền. Mày làm gì mày quýnh mấy con này. Nghe tội vậy. Văn. Bò lết gì em. Nằm luôn đi chứ bò chi mà. Quay. Tốn máu cái mày này quá. Trời ơi con nhỏ văn hay ứng không anh em. Mình thấy cậu chết. Đi làm vụ đi chứ. Ở đây văn bye bye hoài. Đang lên kỹ năng chiến đấu mày. Đang luyện kỹ năng chiến đấu mày. Tao rồi có thừa rồi. Tao nhìn tao cách nhỏ tao phải luyện chứ. Con quỷ này. Me như canh chua cá lóc cá bông lau này. Có trái bơm lựu đạn gì nè. Nói bơm thôi chứ bình ga là cũng như là trái bơm mà dạng bự, dạng to đùng bự chảng mà nó chém nhẹ thôi. Tình cảm thân thương. Búp. À, tiếc vời mặt trời. Đó muốn luyện cái năng chiến đấu là phải dụ mấy con nó ra để luyện. Thôi mấy con này chưa đủ cấp mày ơi. Kìa. Cái này mày biết kiếm đâu không? Trên tao không biết, tao không làm. Cái nào đó bao giờ. Gì? Để tao kiếm cho. Để tao lụm đầu. Đây nè, kiếm thấy rồi nè. Trời ơi con đó trời, con bò lết kìa. Tội nghiệp heo. Lại chỗ tao đi coi mấy con mà anh đang
đang cạp xít dưới đây nè. Tao rồi xuống đá trong mặt cái xong luôn. Mày lại coi như tàn tàn tiệt kìa. Tao đang lên kỹ năng nè, tao có kỹ năng nè. Ê em. Nhảy lộn nhưng mà không chịu cho qua. Có vũ khí đại vậy mày. Vũ khí đó vũ khí gì vậy? Con dao. Con dao mà giống như cái thằng già họ chặt cái tay của kia đó. Nhưng mà không phải xét. À dao bén. Gì má. Nè tao dập. Tao dặm bể đầu liền. Má sao má mè còn thế. Rồi chết ngắt mẹ rồi. Giống gì nữa là giống. Rồi lại đây mở mở cái này ra coi. Rồi để tao nhận lập đồ mày. Mở phụ coi. Lục gì mấy cái này cần gì. Khoan từ từ để tao học kỹ năng lên thêm chứ. Lẹ đi. Hồi một lát rồi biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Khoan ra coi kỹ năng này kỹ năng nào. Con mẹ này vậy mà cũng biết ba khâu nữa ghê thiệt. Tao mở. Đang học kỹ năng mày. Rồi ok. Cái này thì cho qua không? Để đi. Hay là để à, để hôm nay cứ bỏ qua nhưng mà thấy cái khúc này hay. Cái hộp nhẹ nhàng. Cái hộp cũng đâu có lướt qua đâu. Cái này là tại vì quên. Thấy là kênh này thì không phải mấy em thiếu nhi nên hầu như sẽ có nhiều người ta muốn coi để hiểu cốt truyện mày. Ờ đúng rồi, hợp lý quên quên. Nhưng mà hầu như là game này chắc người ta coi hết rồi mày ơi. Còn người ta chỉ tao phải chơi không? But there are civilians depending on this stuff. Phải anh chỉ tao mày chơi quá trời cái gì? Ừ. Chỉ có lấy đồ là lụm đồ ở đâu 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 quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ là mình biết cách chế đồ thôi là được à. Còn mấy vụ mà lụm đồ hay quém đồ thì cũng từ từ. Làm gì mình làm nóng đốt bỏ uổng vậy. Lấy gì lấy con ống. Đúng hết à. Chơi cá nhân. Uổng thế. Đốt tao phải trút vô tao đốt vậy nào cháy. Cái hộp dữ hơn tao nữa. Bảo quản tao gì luôn á. Nhỏ chữ quá trời phúc. Có chuyện gì rồi đó. Ô ô la la. Trời ơi đẹp trai quá đi thôi. Rồi chạy đi. Chạy đi. Cái này là phải nhờ đến cái kỹ năng mà ba khâu của mình. Rên la cái gì mà rên la. Cái gì đấy, cái gì đấy vậy? Ta thấy vòng quanh thế giới đi đi đến chỗ cũ. Ajinomoto thấy tao rồi. Nhưng mà trình của mấy nhóc á là phải về phải luyện tập thêm nữa. Tại vì anh đây á quyền bày dí theo thao như là ông nội nó vậy. Dí làm như tao ông nội. Rồi về tới nhà rồi. Ngon vô đây. Sân chơi của tao nè. Sân chơi của tao nè. Sao mày ghê vậy. Ngon tao vô đây. Tao là coi như là tao lạng lách à. Tao cắt nó ở núi. Tụi nó sân chơi của tao. Địa bàn của tao. Vô đây. Ngon. Vậy mà cũng bị đập. Zombie bắt khâu đồ dữ lắm chứ thật. Cưng nhi. Đẹp chứ. Sân chơi của tao. Địa bàn của tao trong đây. Để về mày. Tao nhảy đây là dạng là khí thế hào hùng. Tụi nó là tuổi. Con quỷ mẹ ra đây. Không phải là chẳng qua là về nhà không được đổ đổ. Về nhà không được gì. Cái này là tao dạng là tao muốn chạy chơi cho anh em thấy là cái trình độ cái đẳng cấp của tao. Rồi nó cao nó mát bơ chỗ nào. Nó anh em thấy chưa. Về nhà đơn giản. Treo lên trời tụi nó bị kẹt dưới anh em thấy chưa. Mình vụ một cục. Làm như là xôi gia vị. Quên. Tao chạy ra đây chi vậy. Ui.
tử nha. Nó chạy ra đây chứ vậy? Làm gì rống vậy? Tội thế. Trời, con quỷ kia cũng ăn ké theo nữa. Đồ ngu. Chạy lũi nó chết luôn mày. Thắng không kịp. Cái dạng xe quá tốc độ chạy luôn kìa. Ngon vô đây. Bay ra đạp nó. Nát đầu. Ê, đứa là phụ. Thôi rồi. Ăn. Chào mấy cưng. Có mụ già phụ nữa. Chậu đầu trảm. Ê mày. Chết nên tao bảo nghe luôn. Tán con kia dính đầu rồi. Mày la. Đồ la. Ở đây la nữa. Ôi trời, giờ chơi xa rồi. Ở đây. Rồi nè, thôi lên trả em vụ mày ơi. Gì? Cho trả em vụ. Rồi. Nhưng mà giết nó hình như quánh con đó được kỹ năng X2 mày. Gậy đi, tao đi trảm vụ. Tao mệt mỏi à. Đi đâu đó mày, trên đây nè. Đi riết giờ sẵn nó lạc đường luôn. Rồi nào cho em vụ trả coi, giờ phải lên tới lầu trên. Rồi ok rồi đó. Mấy con nói sao không vô đây ta, phi diệu, cái này gọi là phi diệu, ảo diệu, hư cấu. Là sân chơi của tao, lực của tao. Làm như là có ánh đèn nhiều không sợ, sợ hay sao ta? Hay là nhiệt độ có sao? Có đèn chống mũi mày. Mấy con đó không biết là anh sợ gì trong đây nữa, phải có một cái nguyên nhân nào đó. Tại biết trong đây có súng nè, tụi có súng, không dám vô. Dám vô cái gì, phải có một cái hứa gì đó chứ. Còn, con cửa này của nào đây, mở ra coi. Rồi phải thăm quần không? Hả? Con đó thăm quần đó mày. Nhìn hai mắt đen thui à. Trời, định thăm quần đó. Nhưng mà đen ít hơn Miner thăm quần bên kia. Miner thăm quần kia mới gọi là thăm quần chính tông 100%. Con này là dạng là nửa mùa hơi. Còn thăm quần trong công ty của mày. Con đó là hơi khẩu nói đi, con đó 1000% luôn. Đây là con thăm quần nửa mùa. Làm gì mà vừa vô đây cái điên đầu điên óc cái gì? Đèn trách. Không phải. Lại. Bây giờ nó nói là tụi kia nó bị lấy, tụi phản diện kia lấy hết thuốc rồi. Đâu biết phiên dịch và lồng tiếng luôn. Mày nào? Mày ghê đó. Học tiếng Anh đi. Học thêm tiếng Anh đi, mốt dịch game cho anh em nghe. Cái độ sờ lời đó là vậy á. Thầy nhỏ đó nãy cũng đâu chửi thằng này đâu. Rồi, kết thúc video đi. Rồi, ok, thì video này thì mình sẽ kết thúc tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh mình nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Daijin Life. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Oh, yeah.